Đứng đây hát nhá, đứng im ở đây hát thôi nhá, không được đi đâu biết chưa? Còn nhiệm vụ của chị là kệ chị. Đấy, cứ đứng đây cầm bên này hát đi nhá. Hát to vào, hát nhiều hơn Vi thử giọng ấy. Mua em cái bảng nghe này. Bao nhiêu? 2.000. 2.000 đây, 2.000 đây. Vâng. Rồi, đấy nhá, vừa nghe nhạc. Đấy, ca sĩ chuyển vọng mới của bọn em á. Chu. Rồi, đi. Ôi chúa ơi, chúa. To lên thì người ta mới mua. Mình học đến lớp 3 rồi, mình đã phải nghỉ học. Thì làm sao mà mình phải làm ca sĩ được? Không, nhưng mình nhất định phải đi thử giọng. Nhưng mà cơ hội làm mình lỡ đâu. La. Ban nhạc đường phố đang tuyển ca sĩ chính. Mọi người hãy đến đấy tham gia. Các bạn sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Hát tất cả mọi người cùng biết đến. La. Chương trình thử giọng đang diễn ra ở sân khấu dưới đằng kia. Mọi người hãy đến nhanh. Cơ hội có 1-2 trong cuộc đời này. Các bạn sẽ có cơ hội để trở thành ca sĩ. Yeah, một cậu mình đã trở thành hiện thực. Yeah. Em chào chị. Úi giời, làm gì đi đâu mà vội vã thế? Đến đây làm gì? Trời ơi, đầu thì còn bị bát chỏm như là cái thằng Chiến Nhi ngày xưa mà bây giờ là con thích ca sĩ. Chị hát đâu? Được, rồi đấy, hát đi xem nào. Đang, đi đâu? Đứng đây. Được, hát gần nữa nào, to hơn nào. Được, giọng này là có triển vọng bên trong. Nào, một lần nữa, cao hết cỡ cho chị xem nào. Được rồi, đây là có triển vọng rồi đấy. Thế này chị không cần tuyển nữa, cho em làm ca sĩ chính của nhóm chị luôn. Lại đây, chị xem tình hình lại. Được, mặt mũi trông cũng sáng ra. Cái quả ba trỏ này cũng không ai đâu. Đấy, em đủ trình độ để vào nhóm chuyên đi hát ở đường phố của bọn chị nhá. Bây giờ chúng mình đi chuẩn bị, hôm nay sẽ giới thiệu ban nhạc luôn. Ok, mà ca sĩ ở nhanh đấy. Ừ, ca sĩ rồi, vào tay chị ấy để chị tung lên, chị lăng xuống rồi. Yeah. Đứng dậy đi, chuẩn bị thôi. Đồ thôi. Ôi trời, lâu thế nhở. Em. Này, đứng đây hát nè, đứng im ở đây hát thôi nhá. Không được đi đâu biết chưa? Còn nhiệm vụ của chị là kệ chị. Đấy, cứ đứng đây cầm bên này hát đi nhá. Hát to vào, hát nhiều hơn Vi thử giọng ấy. Mua em cái bảng nghe này. Bao nhiêu? 2.000 đây. Vâng. Rồi, đấy nhá, vừa nghe nhạc. Đấy, ca sĩ chuyển vọng mới của bọn em á. Chu. Rồi, đi. Ôi chúa ơi, chúa. To lên thì người ta mới mua. Anh, cái nữa đi anh. Mua cho em cái. Không, không mua đâu. Mua cái rồi đi anh. 20.000 đấy. Anh, nhưng mà ca sĩ chị ảo em á. Hay giọng như thế giờ anh. Không biết hát được đấy. Rồi đấy, xin nhá, mua cháu cái. Ui, bánh này mới lắm cô ạ. Đấy, vừa hát vừa được nghe ca sĩ luôn. Ca sĩ mới triển vọng của bên cháu, hát giọng ca rất là đỉnh luôn. Đấy, đây. Đấy đấy, cô mua cháu cái. Sao em? Đây là ca sĩ đường phố còn gì. Em thì ca sĩ chứ không phải là em á. Ca sĩ kiểu đi ra ngoài đâu. Ca sĩ đường phố cũng là ca sĩ à? Mất bao nhiêu công mình đã giới thiệu marketing cho nó, từ sáng đến giờ nhỏ nó mình kiếm được khối tiền, bây giờ nó bỏ đi mất rồi. Không làm ca sĩ thì thôi, ta tự làm tự hát. Anh ơi, mua anh. Giọng mình nó hơi chua tí, mất coi một ngày rồi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.